MC Trấn Thành đăng tải loạt kỷ lục mà bộ phim Nhà bà nữ đã đạt được. Theo đó bộ phim đã có mức doanh thu nội địa là 475 tỷ đồng sau 3 tháng ra rạp, vượt qua bố già năm 2019. Tác phẩm mới của Trấn Thành trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Nhà bà nữ thành công vang dội, Trấn Thành đã có một buổi tiệc mừng với đơn vị phát hành phim và các đồng nghiệp thân thiết. Nam MC diện trang phục đơn giản, gương mặt khác lạ khi để sâu. Gương mặt của Trấn Thành trong sự kiện cho thấy nam MC có thể đang thay đổi ngoại hình để vào vai Bác Ba Phi trong dự án phim điện ảnh Đất rừng phương Nam trước đó nam mc cũng xác nhận sẽ hợp tác với đạo diễn có thể nói nhà bà nữ là cú bật thần kỳ của trấn thành đánh dấu sự thành công của anh trong việc lấn sân sang vai trò đạo diễn kỳ tích của nhà bà nữ không chỉ nằm ở con số cực khủng về doanh thu tốc độ mà nhà bà nữ chinh phục điều này cũng là điều đáng khen ngợi những kỷ lục mà nhà bà nữ đạt được có thể kể đến như phim việt có xuất chiếu cao nhất doanh thu ngày công chiếu cao nhất lượng vé đặt trước cao nhất giữa thời điểm lý hải chuẩn bị ra mắt phim thì trấn thành bất ngờ bị cộng đồng mạng giáo tên nguyên nhân là trong những bài đăng gần đây trấn thành không hề quảng bá cho tác phẩm mới của đàn anh thậm chí anh lại giới thiệu đến mọi người tác phẩm của điện ảnh hàn quốc còn về phía Lý Hải, khi mà Trấn Thành cho ra mắt bố già, anh là người quảng bá nhiệt tình cho tác phẩm của đàn em. Hành động trái ngược của hai người ở hai thời điểm bị cộng đồng mạng đưa ra so sánh và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông cư dân mạng cho rằng Trấn Thành chơi không đẹp khi đàn anh có đi mà không có lại với Lý Hải. Sau một bộ phận khác lại cho rằng sự so sánh là quá khập khiễng khi phim của Lý Hải chưa ra mắt mà còn rất nhiều thời gian nữa để Trấn Thành có thể thực hiện quảng bá cho tác phẩm của đàn anh. Gần đây, nam MC Trấn Thành liên tục gặp phải những ồn ào gây tranh cãi trong dư luận như lùm xùm riêng tư ở ra phim hay phát ngôn về hào quang rực rỡ. Chính vì vậy mà nam MC tiếp tục nhận về sự chú ý đặc biệt đến từ khán giả. Mới đây nhất, clip Trấn Thành thị phạm cách hát cho một thí sinh trong một cuộc thi âm nhạc vào nhiều năm trước bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Clip này ngay lập tức gây tranh cãi khi nam MC tự tin ngồi hàng ghế giám khảo một cuộc thi âm nhạc, thậm chí còn đứng dậy hát mẫu và phân tích về kỹ thuật hát cho thí sinh. Tuy nhiên, phần thị phạm này lại khiến cư dân mạng đánh giá là chưa tới và có phần ánh hại thay cho nam MC dù có chuyên môn là dẫn chương trình và diễn xuất nhưng việc trấn thành nhiều lần ngồi ghế giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc khiến nhiều người không khỏi thắc mắc trấn thành cũng chia sẻ về vấn đề này từ cách đây 6 năm trước anh tiết lộ về chuyện ngồi nóng cho sâu âm nhạc mặc dù tôi không đi hát cũng không làm nhạc sĩ nhưng độ cảm thụ âm nhạc của tôi vẫn đủ để nhà sản xuất tin tưởng và đưa tôi vào vị trí ban giám khảo nếu tôi không hiểu về âm nhạc thì sẽ không ai mời tôi vào vị trí này tôi nghĩ người hiểu về âm nhạc không phải chỉ có ca sĩ ca sĩ là người hát thật hay ca khúc đó nhưng chưa hẳn đã là người biết cách để chỉ người khác hát thật hay tôi không nói tất cả các ca sĩ đều như vậy dĩ nhiên sẽ có ca sĩ làm được điều đó nhưng không phải ai cũng có thể đó cũng là lý do vì sao các chương trình âm nhạc uy tín khác không chỉ có ca sĩ ngồi làm ban giám khảo mà còn có sự tham gia của các nhà sản xuất âm nhạc đáng nói trấn thành còn khẳng định rằng anh làm tốt được vai trò này thì mới dám nhận lời của nhà sản xuất tôi tự tin mình làm tốt được thì mới dám nhận lời không ai đang ở vị trí cao mà dại dột đi nhận lời là một chuyện để người ta nhận ra khuyết điểm của mình có thể thấy Trấn Thành là một nam nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, tuy nhiên trình độ âm nhạc của nam MC này được đánh giá là vẫn chưa đủ chiều sâu nên việc anh tự tin thị phạm thí sinh trong các cuộc thi âm nhạc khiến nhiều người không khỏi tranh cãi.